shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cập nhật Pixelmon Reforged từ phiên bản 7.3.1 lên bản 8.0.2 nha các bạn ơi. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên thì mình có một cái thư mục lưu bản mod Pixelmon 7.3.1 nha các bạn ơi. Đó, đó chính là thư mục này. Thì mặc định của nó chính là phần trăm app data phần trăm nha các bạn ơi. Đó, thư mục Minecraft nè. Còn thư mục của mình thì mình đã tùy chỉnh cho nó lưu vào ổ DD cho đỡ nặng nha. Bây giờ thì mình sẽ cùng mở thư mục Pixelmon 7.3.1 nha các bạn. Đây, và vào trong thư mục mod. Và nó sẽ có Pixelmon 7.3.1 nè. Đó, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ đó chính là cập nhật lên phiên bản 8.0.2 nha. Thì đầu tiên các bạn sẽ còn vào cái trang reforged.gg nha các bạn ơi. Link thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận của video này nha. Reforged.gg. Đây, đây chính là trang chủ chính thức của Pixelmon Reforged nha các bạn ơi. Ở đây nó đã có được cái version mới nhất, đó chính là 8.0.2 rồi. Và trong version này nó có các Pokemon của gen thứ 8 rồi đó các bạn à. Rất là xịn luôn. Thì kéo xuống đây, chúng ta sẽ cùng đọc cái dòng thông báo nè. Lưu ý xóa các file tribution ở bên ngoài và thư mục config trước khi mà update lên phiên bản mới. Đó, các bạn nhớ lưu ý cái điều này nha. Đầu tiên thì mình sẽ tải cái Pixelmon này về thôi. Đó, chúng ta chờ một xíu bạn ơi. Chờ 6 giây thôi để cho nó chạy quảng cáo đó. Rồi bây giờ skip nó thôi. Và nó sẽ tiến hành tải xuống cho chúng ta nè. Mình sell luôn nha. Đó, tải rất là nhanh các bạn ơi. Nó chỉ nặng có 397MB thôi. Và nó đã tải xong rồi nha các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ cái Pixelmon 8.0.2 này vào cái gói mod của chúng ta luôn nha. Đó, mở thư mục mod lên nè. Rồi xóa cái Pixelmon 7.3.1 đi. Và tiến hành cập nhật nó lên phiên bản mới nhất nha các bạn ơi. Đây, nói chung thì các bạn cứ lên cái trang Pixelmon Reforged này để mà thường xuyên cập nhật các cái gói mod mới nhất của Pixelmon nha. Và bây giờ thì mình sẽ xóa thêm những cái file JSON cũng như là thư mục config nha các bạn ơi. Đó, chúng ta vào cái thư mục của Pixelmon. Đây rồi, đây những cái file JSON đây nè. User cache xóa đi nha các bạn ơi. Username cache xóa đi luôn nha. Đó, thư mục config này thì các bạn có thể xóa luôn cũng được nha. Còn mình thì mình sẽ tùy chỉnh cho nó phù hợp nhất. Nếu mà mình xóa luôn á thì mình sẽ bị mất đi một vài cái setting đó. Đây thì chúng ta sẽ xóa cái Pixelmon nè. Đó, xóa đi các bạn ơi. Rồi, chỉ như vậy thôi. Còn ai muốn chắc kèo hơn thì có thể xóa luôn cái thư mục config này nha. Và bây giờ mình sẽ nói thêm về những cái mod ngoài lề của Pixelmon luôn nha. Các bạn có thể vào cái trang reforged.gg này nè. Và vào cái phần side mod. Nó có Game Shark, Pixel Extra và rất là nhiều cái mod khác nha các bạn ơi. Nó có chia theo server nè, client và universal nha các bạn ơi. Đó, thì các bạn chơi một mình á thì nên tải những cái mod mà nó có chữ universal này nha. Ở đây chúng ta có được Pixel Extra phiên bản mới nhất là 2.5.7 nha. Đó, Russell nè, Move Skill Controller, Game Shark bản mới nhất là 6.0.4 nha. Bonus Ray, Trainer Command, đó rất là nhiều thứ nha các bạn ơi. Các bạn cũng nên lên cái trang này thường xuyên để mà cập nhật Game Shark cũng như là Pixel Extra về phiên bản mới nhất nha các bạn ơi. Cập nhật đã xong rồi, giờ thì mình sẽ vào game để mà tận hưởng cái bản mod 8.0.2 nha các bạn ơi. Có cả cái Pokemon Gen 8 nữa đó. Rồi bắt play thôi nha. Nó đã tải xong rồi nha các bạn ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào game luôn nha. Đó, vào luôn cái thế giới Pixelmon nè. Đây là thế giới cũ của chúng ta đó. Không biết từ phiên bản 7.3.1 lên 8.0.2 nó có gì khác biệt không nha. Giờ thì mình sẽ tiến hành kiểm tra cái Pokemon Gen 8 thử nha các bạn ơi. Score bên đi nha các bạn. Đó, nó vẫn có nha các bạn ơi. Đó, đây chính là em Scorbunny của chúng ta nè. Rất là xịn xò luôn. Và có một điều nữa là để kiếm những cái em huyền thoại mới á thì các bạn sẽ còn đi qua những cái vùng mới nha các bạn. Như là những cái vùng ở dưới đây nè. Đó, những cái vùng mà đen đen ở trên minimap của các bạn đó. Đó chính là những cái khu mà các bạn chưa khám phá ra. Thì chắc video hướng dẫn cập nhật Pixelmon từ phiên bản 7.3.1 lên bản 8.0.2 của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bấm lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.